Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với đấu trường chân lý Mobi nha. Ok. Ui, có con gì dễ thương nè. DJ Osea. Ô, nhìn dễ thương nhỉ. Ồ, wow, có nhiều con dễ thương vãi. Mấy cái con mà giống như ao xin đồ này là kiểu như là battle pass thôi, này là cơ bản rồi phải không? Có những con kỳ thủ nó còn đẹp hơn nhiều nữa kìa. Nó có con nhiều những con kỳ thủ đẹp, giống như bữa hổm mình có cái bàn cờ, mình gặp một cái thằng đó nó chơi cái bàn cờ. Cái bàn cờ đó nhìn là thấy đẹp rồi, mà nó còn có hiệu ứng con rồng nó bay xung quanh rồi nó lú cái đầu con rồng lên nữa, nhìn đã vậy. Không biết cái sân nó bao nhiêu tiền nha. Không biết cái sân bao nhiêu tiền đầu tư làm cái sân đó, trời nhìn đã vậy. Kiểu cảm giác giống như là nó cái hiệu ứng sân nhìn nó tuyệt vời vãi đái luôn á nha. Chứ nó không phải bình thường như mấy cái sân của mình. Cái sân ở trong Battle Pass này theo kiểu giống như là chơi cho có vậy thôi, có cái sân đẹp chơi vậy thôi cho nó đỡ buồn thôi. Chứ còn nhiều cái sân nó đỉnh cao vậy. Đầu tư cái sân vậy cho nó chơi gọi là suốt đời luôn. Chơi mãn đời mãn kiếp luôn. Nghe nói là đầu tư đâu 2 triệu là kiếm được một kỳ thủ tí nị mà nó có hiệu ứng đồ này kia luôn. Cơ bản thôi. Cái đó là mà nói là hên xui là kiểu giống như là sao làm giống như là quay số hay là sao đó, kiểu giống như là hên đó thì nó sẽ ít hơn, còn không thì nó phải quay đủ số là nó mới mở. Cái cơ bản là xui là chắc rồi đó. Bây giờ người ta tính, bây giờ mình chỉ cần tính là xui đi, chứ mình không có cần phải phải gọi là tính là hên làm gì, mình tính xui đi ha. Yasu không? Rớt đồ gì không cho dòng đi chợ mà lấy hai thành phần trang bị nó mới tục chứ. Đi chợ hoàn chỉnh là đỡ biết mấy. Đi chợ mà hai trang bị là kiếm được nhiều đồ lắm nha. Ngon lắm. Cái gì đây? Hai con Yasu 2 luôn nè bạn ơi. Húp vậy. Húp chứ. Húp vội. Cái này được rồi, cái này thì dùng đồ Yasu luôn được rồi. Yasu thì cơ bản là chúng ta sẽ có dễ quyết kiếm với lại một cái 45 25 số à, 25 số với lại một cái tùy bằng cái nắm đấm hoặc là theo kiểu là lên được cái giáp bằng cái kia chí mạng cũng được, tùy theo anh em muốn đi như thế nào thôi. Mình thì nếu là được thì mình lên cái nắm đấm đi cho nó có hút máu với cái quyết kiếm như lại nó cũng hồi được nhiều lắm. Rồi còn cái 25 số là phải có rồi, chắc chắn là phải có rồi. Yasu mà không có cái đó là tệ lắm bạn ơi, phải có nha. Lên đồ cơ bản thôi. Chứ không có cần phải lên đồ nữa, hoặc là cái gì cái BF với lại một cái đai lưng, cái ra thành hình cái bàn tay mà kiểu như nó có máu á, cái đó cũng ngon. Thấy đó nè, quyền năng khổng lồ, trời ơi. Kiếm của tay bạc cũng được nè, nhưng mà thôi mình không lấy, vượt trội kiếm tử thần. Thôi không lấy vậy. Lấy quyền năng khổng lồ mà nó tích được 40 số. Nó tích được 40 số là nó tích nhiều hơn á. Đưa Yasu luôn, cái này đưa Yasu luôn, Yasu gánh. Đi Yasu gánh hợp lý luôn. Nếu mà bây giờ đi Yasu gánh như vậy mà Yasu là Yasu thánh ra vẻ. Cho nên là chúng ta sẽ nuôi đi thánh ra vẻ là cái chắc rồi. Nếu mà Yasu này True Dam thì chúng ta tính khác nha. True Dam thì tính khác, nhưng mà cái này là thánh ra vẻ cho nên là chúng ta dễ thể hiện hơn. Đó, có vô là có quyết kiếm luôn mà. Yasu này mà lên 3 sao sớm thì thôi, có chuỗi thắng là chắc. Yasu này mà lên 3 sao sớm là có chuỗi thắng là chắc. 2.1 mà mình đã có 6 con rồi mà. Yasu gặt tốt đấy nè, nhưng mà bây giờ chưa kích thánh ra vẻ. Có kích thánh ra vẻ thì chúng ta sẽ có cái tốc đánh đó bạn, nó ngon hơn. Cái là bây giờ chưa có thánh ra vẻ cho nên là chưa có kích hoạt được cái tốc đánh. Nhưng mà thắng là chắc, sao thua được. Sao thua được, hai con Yasu 2 ở đây thì làm sao mà thua được bạn. Mày trời ơi, ghê thiệt. Phải kích hoạt được thánh ra vẻ nữa. Chưa rồi, không có thánh ra vẻ luôn mà. Bài này là bài giấu thánh ra vẻ rồi. Mình có nên là up sớm để kiếm thánh ra vẻ không ta? Tại vì thánh ra vẻ bây giờ con Yone rất là ngon. Con Yone, con Riven rất là ngon luôn. Hai con đó rất là ok. Nếu mà Yone lên được 3 sao thì cũng tốt. Đưa đồ cũng ngon. Khỏi cần siêu sao cũng được. Nhưng mà lên được 3 sao sẽ rất là ngon. Yone mới hình như là đang gọi là meta đó.
Để coi coi, 7 thánh ra rẻ thì nó hơi khó. 7 thánh ra rẻ là phải có con 5 tiền, 5 tiền thì hoặc là có ấn, ấn thì ghê không có ghép được. Ấn ra thánh ra rẻ không có ghép được, chỉ là hên xui lấy được thôi. Hên xui lấy được sách ấn hoặc là đi cái vòng đi chợ mà nó cho ấn á thì hên xui lấy được cái ấn thánh ra rẻ, hoặc là bạn đi cái Pandora. À, bây giờ bạn đi Pandora sao có cái thẻ Pandora, xong mà bạn vô bạn lấy ấn ấn tầm bậy không được, ấn nào cũng được, cái để Pandora nó tự đổi hên xui ra thánh, hên xui cái ra cái ấn thánh ra rẻ, nhưng mà cũng là hên xui thôi, nhiều khi nó không có ra cái ấn mà bạn đang tìm đâu. Đa phần là vậy, mà không phải đa phần nữa, phần lớn là vậy. Phần lớn luôn, gọi là chín phần luôn chứ không phải là đa phần nữa. Đa phần là hai ba phần, bốn phần là cũng gọi là đa phần đi, nhưng mà cái này là phải chín phần luôn, là nó ra không có ra cái hiếm, mà hiếm lắm luôn. Nhiều khi có mình tới có mình lúc cái trận đó mình không có đi cái thẻ Pandora, nhưng mà mình có tới bốn cái chùy, bốn cái búa đã đập đồ, bốn búa rèn, mình rèn cái ấn, mình ghép đại một cái ấn nào đó, mình rèn cái ấn đó mà kiếm cái ấn mình đang kia không có nha. Không có nha bạn, nó hên xui dữ lắm, nhưng mà đa phần là xui là nhiều, hên khó lắm bạn ơi, hên khó thấy lắm. Ôi thằng này đi đi hết steel rồi, thằng này đi hết steel rồi, khỏe quá. Ôi đấm, đấm, ôi khó 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 bạn ơi, con cái con set này nó có cái bàn tay nó khỏe quá, trời ơi, chấm máu mà không chết luôn đi cho đỡ tốn máu của mình. Thôi kệ, không sao hết. À mu mu rồi kia có ấn không ta? Không có, không có sẵn rồi. Giờ ơi, bài đi cái gì ta? Bài đi cái gì đây? Bây giờ mình còn thiếu cái chí mạng hả? Không, không thiếu cái chí mạng mà mình đã hạng 3 nữa chứ. Hạng 3 thì sẽ đừng mơ đồ, chọn đó, chọn đại cái nào có thôi, đúng không? Chọn đại cái nào có thôi chứ bây giờ mà hạng 3 mà bạn mơ tới cái đồ bạn muốn chắc lâu. Lâu nha. Lâu lắm luôn á. Hạng 3 là hy vọng là những cái đồ bạn muốn nó có nhiều, thiệt nhiều. Trời ơi. Ok, được đấy. Đưa con này luôn, có thánh ra rẻ rồi, ba thánh ra rẻ mạnh rồi nè. À ba thánh ra rẻ rất ok luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này ghép với cái này luôn, đúng rồi, cho lên bàn tay luôn. Cho lên bàn tay bên, nếu mà mình lấy được cái kháng cái giáp thép á thì mình sẽ ghép cái áo choàng, nhưng mà không mình sẽ lên cái bàn tay dán này luôn. Cho con Yasuo này nó hút máu cho nó tới công chuyện luôn, đúng rồi. Ba món dùng cho con siêu sao thì có gì đâu bạn, cơ bản rồi. Có thánh ra rẻ rồi khác rồi nha, 30% tốc độ đánh là nhanh rồi đó bạn, là nhanh hơn nhiều rồi đó, là lia được lẹ hơn lắm luôn á đó. Đó có ba thánh ra rẻ nó khác liền, hồi nãy có hai thánh ra rẻ thôi à, cho nên là chưa có ngon, bây giờ là ngon rồi nè, bây giờ là mình đi được chuỗi thắng rồi nè. Nếu mà Yasuo mình lên ba mình còn thắng nữa, Yasuo mình lên ba mình còn thắng nữa, thắng tới đâu luôn á chứ, chứ đừng có đùa. Ok, Yasuo lên ba đi, bình Yasuo lên ba sao một cái đâu, gặt thì thoải mái, gặt thoải mái luôn, lướt qua gặt chặt chặt lấy tiền. Hay dễ gì có Pentakill ở đây luôn nè. Đi cái team này đi Pentakill cũng được, tại có thánh ra rẻ nó có một con 4 tiền là Pentakill, nó có một con 2 tiền là Pentakill, cho nên bạn có thể đi một con Mordekaiser ở đây cũng được luôn. Còn nếu mà bạn thấy mà Mordekaiser không có kiểu như không có cần dùng thì bạn có thể lên thêm đam phép bằng cao ca thết. Ca thết cũng rất là ngon, nhưng mà để đó đi, nếu mà mình lên Mordekaiser cũng được, cũng để chờ coi mình coi nó ra cái bài gì cái đó. Tại vì biết sao, ba tiền thêm thánh ra rẻ rất là nhiều, ba tiền thêm thánh ra rẻ rất là nhiều, chọn sợ không có đi chứ mày hả. Ồ, này này thì này thì nè, hồng 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 nè, dễ ăn tao lắm hả. Gia su xịn mạng, gia su 40 điểm nè, đó này nè nè này. Ôi thua kiểu gì, một cái quyết kiếm một cái bàn tay hút máu thì khỏi phải bàn. Bạn thấy gia su gánh chưa, ăn có Yone luôn, trời ơi thôi chết rồi. Vậy thì năm thánh ra rẻ luôn chứ nhỉ, úp năm một cái luôn là lên được thánh ra rẻ luôn đó. Ý khỏi cần luôn, bốn là được thánh, là thánh ra rẻ rồi. Ok, úp năm mình cái bỏ thêm con Yasuo vô nữa là ngon tuyệt vời, thơm ngon từ thịt ngọt từ xương luôn. Ghê, năm thánh ra rẻ này thì tốc đánh ghê rồi đó. Tốc đánh hơi nhanh rồi đó, 45%.
Ok. Hồi lướt. Lướt. Lướt ác thiệt. Ồ, có Riven luôn, ngon dữ vậy trời. Bài ra ngon à. Bài ra Riven này, Riven 2 luôn một cái là có một con đằng trước luôn á. Ngon rồi, tuyệt vời. Nếu được đi 8 bit nữa. À, đi 8 bit về cuối, nếu mà đi 8 bit không được, mình có thể về cuối mình chuyển qua đi con Caitlyn để kẹp 2 bit vô, ngon. Hai con đó mà có đam thì thôi, cỏ khỏi phải bàn. Riven 3 mà bạn thấy full đồ mà nó cộng hết 10 tắc thì cái đó đi 2 bit thôi, là mỗi tắc nó cộng có 3.5 thôi. Nhưng mà 10 cái thì nó cũng phải là khoảng 35% đam. 35% đam là một cái gì đó nó quá kinh khủng mà không? Một con Riven 3 ba món thì bạn cứ nghĩ đi. Một 35% đam nữa thì nó chặt tới đâu? Nó chặt tới đâu luôn á chứ. Khuấy đảo luôn á. Trời ơi, team này nó đi hộ pháp má ơi, nó giáp quá trời giáp vậy nè. Nó đi hộ pháp quá trời giáp luôn. Chết đừng chết con Yasuo. Yasuo đừng chết. Ừ, Yasuo gặt đi, đúng rồi. Yasuo gặt được, đúng rồi, Yone nữa, hay quá. Yasuo mà bạn thấy nó hồi máu không? Mỗi lần nó chặt anh tiêu một cái nó hồi máu 200 mấy đau máu. Solo. Solo. Ôi. Bài đặt hả vậy, solo với Yasuo 2 của tao hả? Full đồ đó con. Nè hộp Pandora được nè. Mình lấy hộp Pandora đi. Tại vì nói chung là team mình cũng phải cần có cái những cái đồ mà nó ôi da. Ôi vé bạc nữa, thiệt luôn á. Vé bạc rất là ngon nha bạn. Cái đó mình thấy vé bạc là một trong những cái thẻ bạc mà nó mang lại cái option nó tuyệt vời luôn á. Cái vé bạc á nó sẽ 4 lần đổi thường thì nó sẽ được một lần đổi miễn phí. Một trong những cái thẻ bạc mà mình rất là ngon, nhưng mà bây giờ mình phải chọn Pandora thôi. Còn cái thẻ mà kim cương mình thấy ngon nhất là bạn biết không, cái thẻ mà 45% tỷ lệ khi mà bạn đổi cửa hàng thì có thể nhận được một lượt đổi miễn phí, có khi 4 5 lần như vậy luôn, nó đổi miễn phí không, có khi nguyên một trận luôn, bạn chỉ cảm giác giống như bạn chỉ đổi miễn phí thôi, bạn không có bao nhiêu tiền để xoay. 45% nha bạn. 45% là coi như một nửa rồi, gần như một nửa rồi. Cái thẻ kim cương nó quá tuyệt vời luôn. Còn cái thẻ bạc thì cái vé đổi này nó sẽ ngon hơn, tại vì nó tỷ lệ kia nó rất thấp lắm. Thôi đi rồi. Ôi trời ơi, Anibar nó mang cái gì đâu khỏe dữ vậy, mới 3.2 à mà lên Anibar. Thằng này nó chút rồi nó sẽ đớp bài này đi căng với nó đó chứ không giỡn đâu nha. Thằng này nó có luôn cây Sojin rồi, chút xíu nữa lên thêm cái kia nữa là nó mạnh rồi đó. Anibar là tới công chuyện với nó. Thành ra vẽ 2 sao rất ngon. Bây giờ dùng đồ cho Riven thôi nhỉ. Mình tính dùng đồ cho Yone đó chứ không phải dùng đồ cho Riven đâu, nhưng mà thôi dáng này thì dùng đồ cho Riven đi. Để mình đi 8 bit luôn. Con Yone đang rất là khỏe nhưng mà có cái là bây giờ nó chưa lên được 2 sao. Chỉ có vậy thôi chứ không có gì đó. Đúng cái là mày chưa lên được 2 sao cho nên giờ tao phải đi lên đồ cho Riven trước đi. Còn nếu mà chút nữa mà dư đồ tao sẽ đưa cho mày. Đi thánh ra vẽ thì đa phần là chúng ta là lấy công bù thủ là nhiều, cho nên là lên đồ công đưa cho tụi nó hết luôn. Chút xíu nữa rồi mình sẽ tính tới cái việc là lên đồ phép đưa cho Carthage nữa, hoặc là nếu mà mình thấy mà kiểu như không ổn đó, là chúng ta phải đi đồ Mordekaiser lên đồ tăng cho nó có pentakill. Thằng này trâu thế, 122 máu à, ghê vậy ta. Hay quá, mình hàng gần chót, mình có chọn đồ ngon à. Bây giờ chọn đồ gì, nhưng mà mình có Pandora mà chọn gì cũng được. Nhưng mà nếu như vậy thì thôi tao lấy con Viego. Kệ, mình có Pandora mà mình lấy cái gì cũng được. Đồ bây giờ mình cứ lấy miễn là có đồ thôi, rồi nó tự đổi, dù gì thế nào mình cũng kiếm được cái trang bị mà mình muốn thôi. Cỡ nào cỡ mình cũng sẽ kiếm được trang bị mình muốn thôi, cho nên không có ngại. Lấy con Viego đi cho nó lên. Giờ cũng đâu có lên thánh 7 thánh ra rẻ được đâu, 6 thôi, nhưng mà thôi kệ, lấy Viego đi. 4 tiền. Ok, đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ghép cái trang bị. Mình sẽ lên. Ui. Dữ vậy ta. Dữ vậy ta, Kele 2 luôn. Tới công chuyện thì Yasuo 3 đi em. Trời ơi, chờ cái gì nữa. Yasuo 3 luôn đi, Yasuo 3 luôn đi, gánh tao đi chứ chờ gì nữa.
lấy cái cung ra mình ghép với cái giáp, cho con Riven nó thêm một cái mặt nạ này nữa, quyền năng khổng lồ nữa, đúng rồi, đưa cho Riven quyền năng khổng lồ đi. Rồi chút xíu nữa con Riven này thì mình sẽ lên cái một cái quý kiếm với lại một cái áo choàng, chứ mình sẽ không lên cái nắm đấm như con Yasuo. Con Riven này nó có cái shield của cái kia đó, cho nên là nó kéo dài thời gian ra cũng được, không có cần hút máu nhiều giống như Yasuo. Trời ơi, mỗi con mình lên mỗi khác chứ. Ok, nhưng mà đi rồi, thằng này trâu. Thằng này trâu. Trâu đấy. Yasuba lại lấy tiền người ta đâu. Cái trận này mà mình lên được Yasuba là mình lụm tiền, nhưng mà có cái là chưa lên được thôi. Ôi thằng này Hurtsteel, nó có cái thẻ Hurtsteel luôn, thằng này nó xịn đấy. Thằng này nó thuộc dạng cha chú đó chứ không giỡn đâu. Cái Hurtsteel thằng đó mà xanh đi chút đó về cuối là 5 tiền 3 sao là có trong người luôn. Đây rồi. Rồi up 6 thôi nhỉ. Cơ bản chúng ta chạy up 6 thôi để kiếm bây giờ nếu mà mình đã có Yasuo rồi á thì mình lên 8 luôn. Bài 6 bài 8 luôn, đó khỏi mất công phải tìm gì nữa đó. Chút nữa thì mình sẽ lên thêm con Carthage nữa hoặc là Modern Kaiser tùy tùy trường hợp. Thằng này cũng thánh ra dễ không? Thằng này đi Hurtsteel nữa rồi. Hurtsteel nè, con này Yasuo tao nó gạt cho bằng chết. Yasuba nó gặt cho bằng chết nè, đó xạo mà nè gặt nè. Nhưng mà hết tiêu thắng nó bây giờ á thì phải thắng cho đậm vô, giết nó giết cho bằng ngợp luôn, chứ để mà nó sống sót rồi chút xíu mà nó có điểm mạnh mạnh rồi đó, nổ hũ một cái thôi là nó ra ba bốn món hoặc là ba bốn cái con tướng gì đó thì thôi nó lên ầm 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 luôn, khó chịu dữ lắm bạn ơi. Hết tiêu là vậy, bạn giết thì bạn phải giết cho chết chứ, bạn mà để nó ngao gọi là nó kêu bạn gì ta, nó thoi thớp á là thế nào bạn cũng gãy với nó. Bạn phải giết sao mà giết cho nó cho gãy luôn, thằng nào nấy đè nó ra đập, kiểu giống như là quýnh là phải quýnh cho ngáp luôn chứ không có để mà cho nó thoi thớp được. Thoi thớp là thế nào nó chút xíu nó cũng gãy được. Trời ơi, vô này hai rồi. Ghê, ghê. Ghê. Oh, damn. Từ từ. À, có cà thết luôn nè, quá ngon, đưa cho con này một cái này nữa. quá ngon. Nói chung bây giờ bán hết mấy con này đi mua cà thết vô xong up 8. Thì chắc chắn là phải up 8 rồi chứ sao giờ, bây giờ Pentakill nè. Pentakill có thể là một là Mother Gazer, hai là con cà thết, mà cà thết phải có đồ. Cho nên để mình coi coi nếu mà mình có đồ tăng á thì mình sẽ đi Mother Gazer, còn nếu mà không có đồ tăng á thì mình sẽ đi cà thết. Thế thôi chứ giờ Modern Kaiser mà dù luyện cũng khó, bộ Modern Kaiser phải mạnh phải 3 sao mà phải có đồ nữa thì nó mới khỏe được, còn không lấy Carthage gây thêm đam đi thuần đam luôn. Team lấy công bù thủ mà tội Yasuo nó gặt, hồi Yasuo nó gặt cho thì đúng kiểu cháy con mẹ nó máy luôn, ghê thiệt. Pha này thì up 7 luôn thôi. Từ dưới đáy xã hội đi lên bây giờ là 69 máu rồi, số đẹp ấy. Số này số quyền năng các bạn. Tôi tự sự nhận thêm khi đồng minh nắm rõ đối thủ căng. Từ từ nha. Nhà máy tái chế túi đồ siêu hùng, trời đất ơi, hai máy sắp chấp tướng, uống nước giới nguồn, đồng minh có chung tộc hệ với siêu sao nhận được 200 máu và 10 tốc đánh. Cái uống nước giới nguồn này cũng ngon nè. Uống nước giới nguồn cũng ngon, có chung tộc hệ. Có chung tộc hại là nó có chung cả tộc cả hệ hay là nó chung tộc hoặc hệ thôi là được bạn. Bạn nào mình thì mình nghĩ là nó có chung một hoặc là cả một là tộc hoặc là chung hệ là nó đã có hiệu ứng rồi. Còn nếu mà nó có bắt buộc cả tộc cả hệ nữa thì hơi khó. Hơi khó, có bao nhiêu con tướng như vậy đâu. Trận này mình đi thánh ra rẻ là toàn thánh ra rẻ thôi. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ tăng được cái 10% tốc đánh đó cũng được. Hợp lý. Đi đã đi tốc đánh rồi, đi full tốc đánh luôn chứ sao giờ. Có sẵn Madora rồi, con Aniba này mày chết với tao, con Aniba này tao mà gặt được thì tới công chuyện nè. Tích số rồi đã, để tích số, Yasuo nó tích 25 số là nó nhảy tới luôn các bạn. Yasuo mà nó tích được số rồi thì ngon. Khó quá, đứng cái nó khựng lại con vét các bạn. Con vét nó thì với lại con Lulu, hai con có hiệu ứng khống chế cứng. Con Vex thì choáng, con Lulu thì hack, rồi nó còn hồi mana cho con Annie nữa, khó chịu thiệt.
Nhưng mà Lulu với Annie đi để giống như là cặp bài trùng vậy đó. Gần như là nếu mà bạn đi Annie và thuật sư rồi á thì đa phần là chúng ta phải lấy Lulu để cho nó búp, cho nó hồi mana, cho nó sướng. Đại rồi thôi cái này thì thôi tự hiểu đi, đúng rồi, có Pentakill luôn. Nhưng mà bây giờ là bạn thấy mình có cái áo choàng ở ngoài nè, bây giờ mình lấy áo choàng cho Riven. Nếu mà chút nữa Yone ba mà lên đó thì bán con Riven đi, lấy đồ qua cho con Yone ba thôi, chứ không sao hết. Ok. cơ bản thôi, cái này không có gì. Cái này ô già con dắt à, thằng này đi siêu quẩy à. Ủa à, đúng rồi, thằng này đi siêu quẩy Caria hay sao đó. Đúng rồi, nhìn nhìn thấy biết siêu quẩy team này, nghe nói là meta mới mới update xong siêu quẩy khỏe lắm, mà mình chưa đi siêu quẩy lần nào hết. Thật sự là mình chưa dám đi siêu quẩy lần nào á. Đi siêu quẩy là người ta dồn hay tự dồn rồi cho sắt, để chút người ta đi theo kiểu EDM đồ này kia cũng được. Mà siêu quẩy các bạn đừng có lấy siêu sao, siêu quẩy siêu sao EDM rắc á, nếu mà bạn đi rắc là đi siêu sao EDM nó ngon hơn. Tại vì chút nữa bạn chỉ cần hai con thôi là bạn đã có 4 EDM rồi, thì lúc đó nó nhảy chiêu ngon. Ai à, 5 tiền. 5 tiền thì cái hạng này mới ghê nè, bây giờ lấy cái gì đây? Thôi lấy con Quiena đi, con Quiena này cũng khỏe. Quiena này nếu mà đồ ngon thì cũng được, tại vì con này nó là True Dam cuồng nhiệt, mà mình thì mình có True Dam rồi. Bây giờ nếu mà đưa con này vô á thì mấy con True Dam mà giữ đồ á, nó sẽ có cái hiệu ứng của True Dam nữa, cho nên là ok lắm. Cũng hay, cũng hay, đó là cũng là một gợi ý. Cũng hay đấy chứ. Thì nếu mà bây giờ bỏ con, đưa cái con Kennen này làm sao ngon mà con này được, tại con này nó kích tới hai hệ lận đó. Chắc là như vậy thôi, cấp 8 thôi bạn. Cấp 8 thôi đó. Khuyena bây giờ đưa cho nó một món đồ, và đồ mình thì bây giờ nó chưa đổi cho nên chưa ngon, để chờ chút xíu nữa đổi đồ đi. Đưa cho con Khuyena một món thôi, một món cũng được, một món lẻ thôi, để kích cái nội tại True Dam của nó lên là được rồi. Khuyena nó vậy chứ không dễ chết đâu nha, trừ khi là dùng đam mới chết được đó, chứ không nó đẩy ác đó lắm á. Nó đẩy ghê lắm á, bụp nè, văng ra nè, thấy ghê không? Nó câu thời gian cho con Yasuo nó khỏe, con Yasuo tích được số. Con Yasuo tích được số, Yasuo gặt cho khỏi phải bàn, Yasuo lên số nè. Mày hả, hai thằng khổng lồ đứng đằng trước gì bự à? Hai thằng khổng lồ đứng đằng trước to vãi đái. Bây giờ quyền năng khổng lồ là nó đều lên được 40 điểm hết, cho nên nó ngon lắm. Cái con nào cũng to, con nào cũng xịn hết các bạn. Nên nếu mà lên được thì quyền năng khổng lồ thì mình lên hoài luôn. Nhưng mà quyền năng khổng lồ cung với lại giáp dễ lấy lắm mà. Lên được hai cái quyền năng khổng lồ cho hai con đằng trước đây là thấy ghê rồi. Nhưng mà cái này có thể là sao, con Riven á, nếu mà không lên được ba mà Yone lên ba thì phải chuyển đồ cho Yone liền nha. Con Yone lúc nào cũng là ưu tiên lớn hơn hết. Bây giờ chúng ta lấy 8 bit trước, để chút nữa mình nếu mà được á thì mình dùng mình nuôi nuôi bit này cho nó đủ đam đi, để chút nữa mình đổi con Garen thành con Caitlyn. Con Caitlyn này thì nó bắn anh tiêu cũng được. Ok, nói chung là bây giờ tích đam thì khỏi phải bàn, làm gì có cái team nào mà hút đam bằng bằng đó không? Chưa gì hết là đã 10.000 rồi nè, ngon lắm. Đó nè, chưa gì hết là đã 10.000 rồi nè, đó thấy chưa? Nổ mấy có một lượt một mới kích 8 bit đây là đã nổ được 12.000 đam rồi, xịn vãi. Bây giờ lên 8 thôi, lên 8 kiếm con cuối cùng, con kê 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 thằng này nó đi hết steel mà nó thua mình, kiểu này là nó được nhiều điểm lắm. Trời ơi, nước mắt giọt, nước mắt chảy ngược. Ok rồi. Quái thì dễ rồi, quái thì để coi rớt đồ gì thôi. Đồ bây giờ dùng ai thì nếu mà đồ bây giờ thì dùng Quiena cho nó một cái món, một món thôi cũng được, không cần phải nhiều. Nếu mà thấy mà nó lên được á, thì dùng thêm, còn không á thì một món thôi, kích cái True Dam cũng được rồi. Ok. Cái này giờ lấy cái gì ta, thiệt luôn, bây giờ không biết lấy cái gì luôn á chứ.
thánh ra dễ. 8 bit. 8 nè, 8 để con người này vô kết Banta kêu lại, lấy cái đai lưng đi. Lấy cái đai lưng cho con Khuyana đi. Con Khuyana này thì đi đồ đam là hợp lý rồi, nhưng mà có cái là bây giờ mình sợ là sao? Một sao mà đi đồ đam nó hơi gắt. Ây da, trời ơi, lấy đai lưng luôn hả ta? Ghép cho nó, không lẽ giờ ghép cho nó cái giáp chứ thiệt luôn á. Không lẽ giờ ghép cho nó cái giáp chứ. Bực mình nó lấy ghép cho nó cái nấm đấm đi, có hút máu này kia cũng được. Ok, đó, tốt lắm. Vina tốt mà. Ok, ok. Ok. Ca thết giật nè. Ui. Nhưng mà bạn thấy không, nó đánh văng đồ ra cho ca thết. Con Khuyana nó giờ là giống như ăn cắp đồ vậy đó bạn, đã lắm. Đánh văng đồ ra sướng phải. Móng vuốt Serac, ừ ha. Nếu mà lên được móng vuốt Serac cho con Khuyana cũng xịn. Chơi không ta? Thôi từ từ đi. Mà chắc cũng không cần phải. Ui, hai cục này luôn. Có Trudam mà Akali nữa nè. Hay là đi Trudam thánh ra vẽ ta. Ôi, thôi, không được đâu. Đi cà thớt đi, thêm cà thớt vô thì cho có Banta kêu. Ơi chà. Không biết nữa, giờ nếu mà đi Trudam thì mình cũng có sẵn con tăng luôn. Có Khuyana nữa thì con Trudam. Ui, cà thớt ra nè. Ô, cà thớt ra nè, cà thớt 2 nè. Trời ơi, thôi dị dòng đồ cho cà thớt thì đang có đồ phép luôn nè. Ừ, dồn đồ cho cà thớt đi. Nói chung sát thương của cà thớt nó không nhiều lắm, nhưng mà nó là sát thương đa mục tiêu cũng tốt. Nó dồn hết đồ cho cà thớt luôn thì thôi bỏ ý định đi Trudam đi. Đi cà thớt ở đây rồi còn bỏ ý định đi Trudam là hợp lý rồi. Ok, sao giao không mày ý gì? Cái gì xạo hả? Khuyana tao còn đây, tao tung vô mỏ mày cái văng đồ ra liền. Revenge ngon đấy. Rồi, chín luôn bạn ơi. Pha này lên chín luôn hợp lý. Chín để ép 5 tiền. 5 tiền nó phải ra. Nó phải ra nha bạn. À, không thể nào mà nó chín mà nó không ra 5 tiền là xạo nha. Không lẽ phải 10. 10 là hơi bị nhiều nha. 10 là hơi bị nhiều, 10 là phải cái trận nào nó kéo dài mà khi đó bạn đủ team rồi này kia, bạn nuôi 5 tiền nhiều á thì mới lên 10, chứ còn mình đa phần đó là sao? Dừng lại ở 9 là nghe là hợp lý rồi, chứ mà 10 là nó hơi bị lâu đó. Thật sự luôn, bây giờ 9 là 80, 10 nó còn 84 nữa. Trời ơi, khổ lắm. Yasu nó gạt cho thì đúng kìa, bà thấy Yasu gánh không? Thấy Yasu gánh không? Nè, Yasu gánh, trời ơi. Yasu là trùm gánh mà. Có cái là về cuối đam hơi yếu thôi. À, về cuối nó phải dựa vô thêm nhiều con nữa, chứ còn mà mình một mình Yasu gánh không nổi. À, một mình Yasu gánh chắc chắn không nổi, tại vì Yasu về cuối hơi điếu, hơi yếu. Rồi đi chợ coi, đi chợ có cái gì. Khuyana, trời có 8 bit luôn, quá đáng thiệt luôn á. Có trời ơi, có ca thết luôn mà, thôi lấy Khuyana. Lấy Khuyana tại mình thích cái cung xanh. À, cái cung này ổn, cái cung này ổn. Cái cung này có thể đưa cho nhiều con các bạn. Cung này có thể đưa cho nhiều con, thích thì đưa cho Khuyana cũng được luôn, không lý do gì hết. Khuyana cũng là một con gọi là đánh sử dụng cung xanh được mà. Thôi tha tao đi, trời đau phủ Akali, what the hell shit. Đưa cây le cũng hay nha, mà thôi bây giờ đưa cái này, chắc là đưa cho con này thôi. Cùng lắm là chút nữa bán đi đưa đồ cho Yone thôi chứ sao. Mình đang kích hoạt Trudam ở đây thì cái con cầm đồ này sướng lắm, khỏe lắm bạn ơi. Mà mình đây giờ có hai mảnh rồi, mình sắp up 9 rồi, mình lên 9 là mình có thể là kiếm được 3 mảnh là có thể lên 2 sao. Mà Khuyana 2 là một cái gì đó nó hơi bị ghê nha mày. Khuyana 2 là một cái gì đó nó hơi bị khủng đó. Gặt đi em, gặt đi. Hay quá nha. Nổ nè, trời ơi, đúng chưa nè. Đó, thấy chưa. Lúc mà Revenge với lại con Yasu nó mà càng xuống được hàng sau rồi á, thì mọi chuyện chấm dứt rồi. Nó càng ra được hàng sau rồi mọi chuyện chấm dứt rồi.
lùm liền nhanh chóng. Ôi thằng này nó 400 điểm của cái thùng hết tiêu rồi, lần này nó nổ chắc là mẹ nó nổ cha của chú luôn chứ không phải giỡn đâu nha. Trời ơi, thôi thuật sư nữa, phù thủy âm nhạc con Sona này nghe nói đang khỏe lắm. Con Sona này nghe nói đang khỏe lắm, không mua thì tiếc mà mua hết tiền mà không úp chín nổi. Không mua thì tiếc mà mua thì hết tiền nè, không úp chín nổi thì bây giờ làm sao đây? Khổ rồi, khổ tôi rồi. Bây giờ kiếm một thánh ra giải cuối nữa, một thánh ra giải cuối nữa thôi thì team của mình sẽ là siêu vô địch thiên hạ luôn. Lúc đó thì nó gạt thôi. Trời ơi, thằng này nó Neko nó trâu rồi, thằng này đi hộ pháp. Thằng này đi hộ pháp vãi đái hộ pháp luôn. Thằng này đi vãi đái hộ pháp luôn, hộ pháp mắc mắc hộ pháp luôn chứ không phải là xấu hộ pháp luôn. Trâu dữ chưa, trâu dữ chưa nè, trâu dữ chưa, trâu dữ chưa, trâu dữ chưa, trời ơi trâu ghê. Đi nha, bye bye nha. Sáu hộ pháp nè, gặt cho tới công chuyện là gặp gặp Yasuo nó gặt cho thì đúng kiểu là gặp má luôn, kêu tiếng mẹ không ghê thật. Đây rồi, à, bán bớt một con nào đó đi thôi, mua con này vô rồi chuẩn bị up 10, ở quên up 9 rồi rồi ấy da mày hiệp quái quên nữa, quên hiệp quái nữa. Ơi, bây giờ ra cây Ken luôn là đủ đủ 7 thánh ra rẻ luôn là xong nè. Mọi chuyện chấm dứt, hoặc là Qiyana 2 cũng được. Cái nào cũng được hết, Qiyana 2 hoặc Ken cái nào cũng được hết. Tốt nhất là Ken là 7 thánh ra rẻ là ngon nhất. Còn không Qiyana 2 vẫn gọi là ổn định. Vẫn gọi ổn định. Yasuo bắt đầu bây giờ là bắt đầu là nó xuống rồi đó. Yasuo là bắt đầu là bây giờ nó xuống rồi, nó không còn không còn khỏe như lúc đầu đâu bạn. Bây giờ là cơ bản là tụi nó trâu. Ai à, găng bảo thạch vuốt rồng, lấy cái vuốt rồng đưa cho Quina mày hả? Siêu trâu đó nè, siêu trâu đó, không giỡn đâu. Ai à, đây rồi thánh ra vẻ mà. Ai à, không có. Trời ơi, ba con năm tiền mà không có con. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, có liền. Có liền tại chỗ luôn rồi, bảy thằng đã dễ. Cái một luôn mày. Cái một luôn. Ok, trời. Wow, thổi, ý da. Anibal này khỏe vãi nè. Để coi sao. Ây da, ây da, ây da, thôi đi rồi. Riven với lại Yasuo mà gãy là có vẻ là đi rồi. Anh đi thì thổi ác vậy ta. Mà không, mình sắp có 7 ra rẻ rồi. Bây giờ mình đẩy 7 ra rẻ vô là có vẻ như ổn định nè. Đam của 8 bit của mình cũng cần gọi là ngàn mấy này, cũng là sắp là nó cũng 10 tắc tới nơi rồi. Thay con này thôi. Đó, 7 ra rẻ ngon lành liền. Nhưng mà 7 ra rẻ này thì cái con 5 tiền này á, có nhiều bạn nói cái con 5 tiền này bạn đừng có nên đưa đồ đam, mà đưa đồ hồi phục cho nó. Hồi phục giống như là hồi máu rồi này kia đó. Thì cái con này thí dụ như hồi phục là cần cái gì thì giỏi lắm là cái hút máu với lại cái bài cái nắm đấm đúng không? Còn không thì hồi máu theo kiểu là giáp 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 máu, qua mốc cũng được, đưa đồ hồi máu đúng không, thích thì chiều. Nhưng mà cái con này đồ gợi ý của nó là đồ phép nha. Ok không, đó nó bảy ra rẻ nó khác liền bạn ơi. Tốc độ đánh kìa, bạn nhìn tốc độ đánh nó khác liền chứ không, bạn nhìn con Yasuo nó đánh khác liền. Trời ơi, nó gặt kìa. Ui 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 giời, sao 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 sao. Ui, 7 thánh ra rẻ nó khác liền bạn ơi. Được liền, được liền. Bây giờ có Revenge chưa lên 3 này, hơi tiếc thôi. Ui, trời ơi, Viego lên 3 2 sao luôn, quá ngon. Bây giờ chính là chắc là xoay hết tiền thôi chứ không lẽ giờ chờ up 10. Chờ up 10 chắc là hơi hơi điên. Tại vì giờ up 10 là phải 80 đồng, 80 đồng là còn lâu. Mình bây giờ chỉ có ước là Quina lên, Quina lên 2 sao là có luôn các bạn, là có luôn. Nhiêu đây đồ bạn nói Quina lên 2 sao không khỏe đi. Quỷ diệt luôn á chứ. Quina lên 2 đồ, một đồ tăng nữa chứ. 3 đồ mà một đồ tăng, một đồ hút máu nữa thì khỏi phải bàn. Cuồng nhiệt thì cái tru đam của cái con này cũng khá là ổn đó. Nó đánh nó văng đồ rồi tùm lum.
Đó đánh giăng đồ rồi luôn. Ôi khỏe vãi, bảy thánh ra dễ nó khác liền phải không? Nó khác liền từ lúc mà lên bảy thánh ra dễ, tao đánh với những con tướng của bạn thánh ra dễ nó khác liền, nhìn nó wow sướng lắm. Trời ơi đây rồi, đây rồi, không có thằng nào lấy con năm tiền ở đâu. Giáp máu chắc tụi nó cũng không thèm. Giáp máu tụi nó chắc cũng không thèm, mà nếu mà tụi nó có thèm thì nó cũng không thích con tướng đó đâu. Để mình lụm nè, mày tính giành của tao hả? Không có đâu con, thì mình hai con mình có nguy cơ lên được hai sao, lên được hai sao 5 tiền là thứ dữ rồi. 18 tiền của giáp máu này đưa cho chính nó luôn. Giáp máu này đưa cho chính nó luôn, chính nó sử dụng luôn là hợp lý. Đưa giáp mà đưa cho chính nó luôn, đồ này đưa cho hết cho nó luôn, chứ hoặc là mình đưa cho cách liên, mà cách liên một nghe hơi phèn. Mình đưa cho con này lấy cây Sujin đi. Trời ơi ngon. Mà Riven chưa lên 3 cũng hơi tiếc đấy chứ. Riven lên 3 được là ngon, cách liên 2 cũng được. Đây rồi, trời ơi, nhưng mà là con cây le chứ không phải là con. Không sao không sao. Đó, bảy thánh ra dễ, mình Yasuo gặt tốt, Yasuo gặt tốt. Đúng rồi, hơi bị choáng chút xíu, vậy Yasuo bị choáng hoài luôn. Ôi, ôi nó để con đó gần nửa máu luôn mà đi luôn nha bạn. Wow, nè, nè Bubby à, Bubby nè, qua khỏi tao đi rồi tính. Ôi, Quiena với lại Yasuo đang gánh cây le 3 rồi, ok. Bây giờ xoay tiếp thôi chứ sao giờ. Viego không mua nữa, không mua. Yone hả? Yone bây giờ còn ai? À, đây rồi, trời ơi, bán cái con này đi, mua thánh ra rẻ của chúng ta đi liền. Xong hai con 5 tiền 2 sao rồi. Hai con 5 tiền 2 sao khác liền đó, khác liền chứ. Nó phải khác chứ. Đó con này giờ đồ thì thôi, giờ có món nào đưa cho món đó thôi. Hoặc là bây giờ nếu mà được thì tháo đồ con Yasuo ra, không tháo đồ con Riven ra. Con Riven này mới 2 sao thôi à, nếu mà tháo đồ ra đưa cho nó, chưa đưa cho con kia cũng được. Đưa mặt quyền năng khổng lồ cho con Kaine cũng được. Nhưng mà Yasuo gặt tốt quá. Sao solo solo nè, solo nè, solo nè, solo nè, vô tuổi tôm, tuổi tôm với Yasuo nha, tuổi tôm nha. Ghê chưa? Bạn thấy Yasuo chưa? 1 tiền đó nha bạn, solo 5 tiền gặt chết luôn mà. Kinh khủng thiệt. Bạn nói gì với con Yasuo của tôi đi. Bây giờ nếu mà tốt nhất là sao là tháo đồ Riven ra, nhưng mà Riven của mình sắp lên 3. Nhưng mà cái con 5 tiền này thì nó lại đồ phép, nó có thể lấy được chắc là một cái hút máu, một cái hút máu thôi. Chứ còn đồ phép thì bây giờ đâu có đâu. Khó nha. Rớt đồ gì đây? Rớt cho tao món đồ gì đẹp đẹp đi nha. Đúng rồi, một món đồ thật đẹp. Thôi găng tay bảo thạch, găng tay bảo thạch đồ gợi ý liền đúng không? Trời ơi nó quá ngon đi. Đúng rồi, có đồ có đồ có đồ. Đã Riven đây rồi, Riven 3. Cách Lin 2, trời ơi cách Lin 2 lụm luôn, nhưng mà cách Lin 2 không có đồ. Thôi kệ, bắn được như là bắn. Không có đồ mà không có đồ, nhưng mà kệ, bắn được như bắn. Đồ Yone nữa, Yone bây giờ mới lên mới ra thì làm được cái gì? Đây rồi, 3 sao rồi nè. 3 sao rồi nè. Digon, Digon con này 1 máu, ôi cũng trâu đấy, cũng trâu đấy. Hurtsteel, Hurtsteel. Bùm, trời ơi, Karthus nó làm cái Ezreal bên kia chết ngắt luôn, quá quá đá luôn. Ôi ơi, ôi linh hồn tượng đá. Ôi, 5 tiền của tôi. Ôi 5 tiền của tôi, trời ơi nó chất lượng. Cái con Quiena nó quýnh văn đồ rớt vô ngay con Kaine 5 tiền. Kaine này nó đã 2 món rồi mà nó còn thêm được 1 món cái phút rồng nữa. Trời ơi. Nhìn ảo ma Canada vậy. Giờ xoay cái gì? Giờ hết rồi bạn. Giờ này bài mình tới đây à. Bài mình tới đây là hết rồi. Giờ hết tiền, không lên được level là cái chắc rồi. Mà được 10 tắc của 8 bit cũng tốt chứ bộ. Tính ra cách liên nó bắn cũng có đam lắm, mặc dù nó không có đồ á. Không có đồ nhưng mà nó được 10 tắc của 8 bit nó cộng vô thì cũng tới lắm luôn á. Ok, gặt, gặt tới liền.
Đúng, trời ơi, cá thớt nó giật. Sao có cửa? Làm gì có cửa? Sabaten. Ôi da, đánh rớt một đồ nữa chứ, thứ dữ thiệt. À, giọt nước mắt chảy ngược đây rồi. Có giáp thêm có sao đâu. Kệ nó, bây giờ có đồ nào đưa đồ đó, đồ tăng, đồ đam gì đó, kệ nó, đưa hết vô. Giọt nước mắt chảy ngược, quá tuyệt vời luôn. Tính ra giọt nước mắt đưa ca thớt cũng được, nhưng mà ca thớt nó có Sujin rồi. Sujin thì mana với lại ca thớt không ăn thua rồi. Có Sujin rồi thì thoải mái. Trời ơi, coi 8 bit này nó cộng 10 tắc lên 45% đam chứ bộ giỡn hả? À, 45% đam nha, mà nó còn Riven của mình hơn 400 đam, vãi đái thiệt. Ca thớt giật nè. Trời ơi, ca thớt giật đà hàng sau con Sona chưa kịp mana nữa là chết mẹ luôn. Đương Sona vô giống như phế các bạn không? Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Hey,